À ha, bắt được rồi. Thả tao ra. Vũ em siêu nhân nhận nhiệm vụ. Ồ, vừa kịp lúc. Hình như đúng là nhà này rồi. Khoan, không thể mặc thế này được. Ổn rồi, thứ cuối cùng dành cho người trông trẻ số 1. Xem nào, này. Cô nghĩ mình đang làm gì hả? Vậy ai mới là Vũ em? Ôi tuyệt, Vũ em đến rồi. Vũ em búp bê và Vũ em siêu anh hùng. Tuyệt. Chắc mình gọi cả hai Vũ em đấy. Thì hai Vũ em kiểu gì cũng hơn một. Đi chơi thôi. Cậu ấy sẽ thích tuổi hơn. Cứ chờ đấy mà xem. Nhìn đây. Túi trước. Au. Ethan ơi, chị là Vũ em mới đây. Ok. Không, là chị mới đúng. Wow, nhỏ như trái bầu, nhưng chị vẫn quên một thứ. Bộ đèn tiến. À, tuyệt, giờ thì mất cả internet. Để đó chị. Ui, chị có ngón tay wifi hả? Ha, có mạng rồi này. Tự dưng em thấy thẻ ăn ghê. Ăn gì cơ? Ok, trưa nay mình ăn gì nhỉ? Nè, ăn đi. Nhìn ngon quá. Hả? Đó, ngồi ngát. Không vấn đề gì. Chị đang làm gì thế? Chị phá hỏng mất. Ủa, gì đấy? Thử đi bé ngoan. Wow, pizza yêu thích của em. Cảm ơn. Ngon lắm. Em ấy không cần pizza. Không, đúng thứ em ấy muốn nhé. Tôi sẽ thiêu hủy nó. Đi mà. Nào, em có thể đặt online mà. Cảm ơn, em no mất rồi. Chị sẽ nấu món ngon cho em. Món tủ của mình. Bánh quy mới rất là. Còn sữa. Nhìn ngon phết. Bánh quy của mình đâu cả rồi? Nó. Không xác định được loại nào. Chắc chắn là cậu ấy. Lẽ ra là mình được ăn rồi. Ta đặt từ nãy còn hơn. Ôi bé ngoan, xin chị mang gì cho em này. Cập kết nhận à. Wow, nhìn hay ghê. Cảm ơn. Hả? Ai cũng thích bánh mì phô mai. Để nướng lên nào. Xuất sắc luôn. Em có thấy ngon không? Em sẽ thích món này hơn nè. Ngon xíu. Em nói rồi à? Bánh quy của tôi ngon hơn. Còn chắc không? Giờ thì ngồi lại, thư giãn và chơi. Cái khỉ. Hả? Nhện đáng sợ. Đáng sợ. Bé đáng yêu quá. Em đùa hai chị thôi. Sao em có thể làm thế với nó? Thế thì xem nhện thật đây. Giờ thì sao nào? Ôi không, chị Vũ em. Hóa ra là nhện. Em có muốn chơi bên ngoài không? Xích đu mạng nhện. Wow. Chị đỉnh quá, đẩy em đi. Bám chắc nhé. Cao nữa. Ethan.
Chừng bé ngủ ngon. Nó ngủ rồi. Thôi nào, cố lên ở kia. Cố lên. Em không ngủ được. Được rồi bé yêu, vậy chị đọc truyện tranh cho em nhé. Có một gia đình là siêu anh hùng. Bỗng một tên quái vật lao qua. Hả? Sức mạnh của siêu anh hùng đã cứu thế giới. Wow. Cũng thường thôi, chỉ có chuyện hay hơn nè. Chị sẽ kể một câu chuyện về con nhện đáng sợ. Wow, ngầu quá chị ơi. Chuyện tranh. Cậu đang dọa nó đấy. Cậu thì chán hả? Hả? Oh, bé đắng. Đi xem cái đã. Ít ra ở đây mình cũng được một mình. Chị ơi. Ít tiền. Tôi mới trước. Em cần giúp à? Ôi trời ghê quá. Tôi phải đi thay pin trước đây. Đây là cơ hội để chạy trốn. Chuồn thôi. Không. Là con bò à? Mình phải lại vòng thắng rồi à? Em đến rồi. Đừng lo, các chị sẽ chăm sóc em mà. Biến khỏi đây đi. Hello, em đừng có snack cho em nè. Biến rồi đi. Ôi không. Ôi không. Quên, cứ để chị lo. Không được. Hả? Wow, chết tiệt. Bà suýt thì hại thằng em tôi, đừng lo nhé. Úi xa. Đủ rồi, tôi sẽ chấm dứt chuyện này. Bà định làm gì cơ? Ôi không. Không ai có thể đánh bại tôi. Bà thích bánh quy của tôi nhỉ? Chết này. Thôi thì mình cứ chơi. Dùng sức mạnh đi. Mình phải chơi thôi. Thằng nhỏ thích tôi hơn. Không, nó thích tôi hơn. Nói đi. Ethan, em đâu rồi? Không ở đây. Ấn tượng đó nhá. Thằng bé đi đâu được chứ? Bà cũng làm thế hả? Tìm thấy nó chưa? Bỏ tay chấm com luôn bà ơi. Bố mẹ thằng bé gọi. Phải làm sao bây giờ? Tôi có ý này. Chào em, chị nhớ Ethan quá. Thằng bé đâu rồi? Em xin lời nhá. Năm giờ rồi. Thôi xong. Tụi mình phải dọn dẹp nhanh. Dùng siêu năng lực thôi. Đến giờ dọn dẹp nè. Trời, mạng nghiện vẫn còn chứ. Thế là ổn. Lau nhà vui ghê. Xem bé. Cánh tay nước quỷ của tôi là đỉnh nhất. Thế thôi. Bố mẹ. Anh chị về rồi. Cô đang mặc gì vậy? Dạ, tụi em mở tiệc hóa trang ấy mà. Thế Ethan đâu rồi ta? Còn đây. Con thích chị nào hơn? Cứ thoải mái đi con, chọn thôi. Vũ em người nhện hay vũ em búp bê? Chọn ba.
Cả nhà ơi, Vũ Em là giỏi nhất. Cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, sáng cả lớp. Nào, trong lọ này có mấy cái kẹo? Thế nhưng mình vào nhầm lớp rồi. Ngó xuống, ngồi đi. Cấm cử động ở trong lớp. Trời này bị gì vậy trời? Em ở đâu rồi? Nghe nói từ tốt cho giải lắm đấy. Bye bye. Bắt lấy nó. Nó có. Cái bọn này. Mình phải tìm đường thoát thôi. Tên đó đâu? Chuyện gì vậy? Trông không giống siêu anh hùng. Mà ta ghét siêu anh hùng. Chà, tôi thì không thích hình dạng. Hả? Ý là các hình dạng nói chung ấy. Bình biệt chú em. Các thí sinh chuẩn bị thi kéo co. Bắt đầu. Sẵn sàng nào. Kiểu đi bộ tớ mồ hôi quá. Chân qua đi mất thôi. Nó lành. Tha hồ mà chắc nhá. Tưởng cậu khỏe lắm chứ. Em vào lớp đây à? Lần này lại là gì đây? Cả lớp làm bài kiểm tra nào. Nhưng mình còn chưa ôn bài. Các cậu nhìn cái gì thế? Em đang làm gì vậy? Chà, bị phát hiện rồi. Em làm đang khăn tặng cô này. Đẹp lắm, đi với cô. Thích là tốt, chúng ta đi đâu thế? Đi với cô. Kích hoạt chế độ hẹn hò. Em có thích không? Mình đang hẹn hò à? Wow, hay nhỉ. Lại đây. Không hẹn hò nữa. Sẵn sàng bị loại trừ đi. Cảm ơn vì cứu tình nha. Ai cũng rời bỏ mình. Chắc mình không cần bộ này nữa rồi. Dễ chịu hẳn. Gì? Đó là cái bẫy sao? Ủa trời, cứ làm theo cách của mình vậy. Đỉnh của chó. Không ngờ đúng không nào? Thế à, bắt thử xem. Sao mình đây? Này, mặc đồ giống nhau nè. Đúng là giống nhau nhỉ. Này, hai người giống nhau hả vậy? Có hai người nhận sao? Cả hai đều sẽ bị loại trừ. Đừng có hòng bước ra khỏi đây. Mới đây. Sao? Anh chói tay, tôi chói chân. Nhanh đi, mau. Ok. Để tôi đưa cậu ra khỏi đây. Khoan, nhìn cho tôi xem cậu đã. Thôi, để sau đi. Nghe rồi này. Bé thật rồi.